Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 11 năm tù giam đối với Hồ Văn Tú, 29 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ về hành vi vờ mượn xe ô tô rồi mang đi cầm cố. Hành vi này đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng truy tố, do có quan hệ quen biết nên nhiều lần Hồ Văn Tú mượn xe ô tô của ông Nguyễn Chí Mười, trú tại huyện Chương Mỹ. Khoảng tháng 7 năm 2015, Tú mượn xe ô tô của anh Trần Văn Lương cùng trú tại huyện Chương Mỹ mang đi cầm cố. Tuy nhiên, do anh Lương yêu cầu trả xe, nên Tú đã nảy sinh ý định mượn xe của ông Mười mang đi cầm cố, lấy tiền trả cho chủ hiệu cầm đồ. Hồ Văn Tú mượn xe ô tô của ông Mười và cầm cố được 600 triệu đồng.